Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi Hàng Ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn, thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi Hàng Ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ Tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay vẫn tiếp tục có xu hướng tăng mạnh. Nhiều địa phương đã tăng thêm từ 1 cho đến 3.000 đồng trên 1 kg so với tuần trước, đưa giá hơi từ mức thấp chỉ dao động trong khoảng 50.000 đồng trên 1 kg và hiện nay ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc đã dao động trong khoảng 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg đối với heo siêu loại 1. Các công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam đã thông báo tăng giá lợn hơi lên mức 57.000 đồng trên 1 kg đối với lợn thịt loại tuần to từ 32 tuần tuổi. Chính vì vậy mà giá lợn hơi ở thị trường đang có xu hướng tiếp tục tăng mạnh. Thông tin giá lợn hơi ở các công ty cổ phần chăn nuôi đang ở mức cao, chính vì vậy mà đã khiến cho người chăn nuôi ngừng bán ra ồ ạt như trước và thương lái cũng đã nâng giá thu mua từ 1 cho đến 3.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng khu vực ở miền Bắc. Theo ông Nguyễn Hành, một chủ trang trại chăn nuôi 2.000 con lợn thịt thương phẩm và lợn nái ở xã Phúc Lâm của huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội cho biết, giá lợn hơi đã tăng mạnh từ 2 ngày nay và chiều ngày hôm qua, thương lái đã trả tôi với mức giá 45.000 đồng trên 1 kg, tức là đã tăng 2 giá so với tuần trước và dự báo giá lợn hơi sẽ còn tiếp tục tăng nữa vào những ngày cuối tuần. Theo khảo sát cho thấy, lượng heo loại 1 ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc trong ngày hôm nay phổ biến do quanh mức giá 56.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ thậm chí còn bán được với mức giá cao hơn. Và ngay như các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, mức giá 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg cũng đã xuất hiện nhiều hơn ở cả thị trường miền Đông và các tỉnh ở khu miền Tây Nam Bộ. Thấy giá heo tăng, người nuôi đã ngừng lượng bán ra khiến cho nguồn cung giảm. Và dự kiến giá hơi ở khu miền Bắc sẽ tăng từ 1 cho đến 3.000 đồng trên 1 kg vào những ngày cuối tuần và sẽ chạm mốc 60.000 đồng trên 1 kg. Còn theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai thì cho rằng với mức giá tăng thêm từ 1 cho đến 3.000 đồng vẫn không thể bù đắp được với chi phí chăn nuôi hiện nay. Thậm chí giá hơi phải đạt 60 cho đến 65.000 đồng thì người chăn nuôi mới bắt đầu có lãi. Vì giá cám, thuốc thú y đang ở mức cao, nuôi heo tốn nhiều chi phí đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học để đảm bảo đàn heo không bị dịch bệnh, nên giá thành chăn nuôi hiện nay phải trên 60.000 đồng trên 1 kg. Và ông cũng nhấn mạnh, cơ quan chức năng cần tạo điều kiện cho heo sống của Việt Nam được xuất đi Thái Lan, Campuchia và Trung Quốc nhiều hơn, thì khi đó mới kích thích người chăn nuôi ở trong nước. Ngay như các tỉnh ở khu vực miền Trung trong ngày hôm nay cũng có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt là một số địa phương ở khu vực Bắc Trung Bộ như Thanh Hóa, Nghệ An hay là Quảng Bình, Quảng Trị. Các địa phương này trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 50 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên mức giá 54 cho đến 56.000 đồng cũng đã xuất hiện nhiều hơn so với những ngày đầu tuần. Giá heo hơi vào nhóm cao nhất ở thị trường miền Trung rơi vào Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đà Nẵng. Trong ngày hôm nay, nhiều nơi báo giá trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, cao nhất ở khu miền Trung. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh ở khu Tây Nguyên trong ngày hôm nay phổ biến trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, mức giá 54.000 đồng trên 1 kg cũng đã xuất hiện ở tỉnh Lâm Đồng. Và cụ thể, theo ghi nhận giá hơi trong ngày hôm nay ở các địa phương trên phạm vi cả nước được cập nhật như sau. Trước hết đó là đối với các tỉnh ở khu miền Bắc trong ngày hôm nay, Hưng Yên phổ biến mức giá 53 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá heo siêu loại 1 ở huyện Khoái Châu của tỉnh Hưng Yên trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 55 cho đến 57.000 đồng. Hà Nội phổ biến mức giá 53 cho đến 57.000 đồng. Đan Phượng, Ba Vì trong ngày hôm nay phổ biến xung quanh mức giá 55.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên, khu vực Phúc Thọ đối với heo siêu có mức giá 57.000 đồng, tuy nhiên mức giá này chưa phổ biến và rất có thể sẽ 2-3 ngày nữa sẽ nhiều hơn mức giá này. Thái Bình trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương dao động trong khoảng 53 cho đến 57.000 đồng. Nhiều nơi báo giá ở khu Ninh Giang của tỉnh Hải Dương đang phổ biến mức giá 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg đối với heo chọn. Ngay như đối với Hà Nam,
Theo ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay, lượng heo về chợ đã ít hơn so với những ngày trước và người dân cũng không bán ồ ạt ra nhiều, khi mà giá hơi trong ngày hôm nay và những ngày trước đó liên tục tăng. Và theo ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam, heo chọn siêu ba máu loại 1 đang dao động trong khoảng 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh phổ biến mức giá 54 cho đến 57.000 đồng. Hải Phòng trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, dao động trong khoảng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Nam Định 53 cho đến 56.000 đồng. Ninh Bình trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá cục yên mô của tỉnh Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá dao động 55 cho đến 56.000 đồng đối với heo siêu. Dòng heo áp siêu khu này có mức giá khá thấp, chỉ dao động trong khoảng 52.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ phổ biến mức giá 55 cho đến 56.000 đồng đối với heo chọn, còn heo áp siêu trong khu này chỉ dao động trong khoảng 50 cho đến 52.000 đồng. Thái Nguyên phổ biến mức giá 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc 55.000 đồng. Bắc Giang trong ngày hôm nay có mức giá bình quân 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang 50 cho đến 55.000 đồng. Lạng Sơn trong ngày hôm nay có mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục Cao Lộc của Lạng Sơn trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 53 cho đến 54.000 đồng. Các địa phương khác thì có mức giá thấp hơn. Cao Bằng dao động 50 cho đến 54.000 đồng. Lào Cai phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái 52 cho đến 55.000 đồng, cao hơn một giá so với ngày hôm qua. Trong khi đó đối với Sơn La phổ biến mức giá 50 cho đến 55.000 đồng. Lai Châu 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên cũng có mức giá tương tự, phổ biến trong khoảng 53 cho đến 56.000 đồng. Trong khi đó đối với Hòa Bình chỉ dao động trong khoảng 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Như vậy có thể thấy rằng đối với các tỉnh ở thị trường miền Bắc đang có xu hướng tăng rất mạnh và hầu như các tỉnh ở khu vực này thay đổi giá liên tục. Theo ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng rất khó có thể can thiệp vào thị trường thịt lợn hiện nay, phải để giá thịt lợn vận hành theo quy luật cung cầu của thị trường. Tuy nhiên các doanh nghiệp cũng cho rằng ngành chăn nuôi cần tìm hướng đi để đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi, trong đó có thể xuất khẩu lợn nguyên con sang Thái Lan, Lào hay là đối với Campuchia để giảm bớt dư thừa ở trong nước, chính vì vậy mà sẽ khiến cho giá hơi tăng mạnh trở lại. Bởi còn nhớ từ năm 2020 trở về trước, Việt Nam đã nhập khẩu rất nhiều lợn nguyên con từ Thái Lan. Tại sao chúng ta không thể xuất khẩu ngược lại sang đất nước này khi mà hiện nay giá lợn hơi của Thái Lan đang ở mức rất cao, dao động từ 75 cho đến 78.000 đồng trên 1 kg lợn hơi. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi cũng cho rằng chỉ cần Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hay Bộ Công Thương có giải pháp quản lý tốt là giá lợn hơi sẽ tăng lên. Các tỉnh ở thị trường miền Nam duy chỉ có một số địa phương ở khu vực miền Đông Nam Bộ là có mức giá 55.000 đồng trên 1 kg, các địa phương khác thường thấp hơn. Cụ thể theo ghi nhận ở hai địa phương đó là thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay có mức giá cao nhất đạt dao động 52 cho đến 55.000 đồng. Đồng Nai phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Bình Dương dao động trong khoảng 50 cho đến 52.000 đồng. Nhiều nơi báo giá cuộc phú giáo của tỉnh Bình Dương đang dao động trong khoảng 52.000 đồng. Tây Ninh 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước trong ngày hôm nay cũng có mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Trong khi đó, phần lớn các tỉnh ở khu vực miền Tây Nam Bộ như là Sóc Trăng phổ biến mức giá 50 cho đến 53.000 đồng. Trà Vinh dao động trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong ngày hôm nay ở khu vực Càng Long của tỉnh Trà Vinh có mức giá lên đến 53.000 đồng. Cà Mau phổ biến mức giá 49 cho đến 52.000 đồng. Kiên Giang 53.000 đồng trên 1 kg. Đối với tỉnh Tiền Giang trong ngày hôm nay, dao động trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng. An Giang 53.000 đồng trên 1 kg. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá cục An Phú của tỉnh An Giang đang dao động trong khoảng giá như vậy. Trong khi đó đối với tỉnh Bạc Liêu, dao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng. Long An phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Long trong ngày hôm nay cũng đạt mức giá 53.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận ở khu vực Long Hồ của tỉnh Vĩnh Long đang có khoảng giá 53.000 đồng. Đồng Tháp phổ biến mức giá 51 cho đến 54.000 đồng. Bến Tre 50 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg.
Hậu Giang và tỉnh Cần Thơ trong ngày hôm nay có mức giá dao động 51 cho đến 54.000 đồng. Còn đối với các tỉnh ở khu miền Trung trong ngày hôm nay như Thanh Hóa, dao động trong khoảng 50 cho đến 55.000 đồng. Nghệ An phổ biến mức giá 52 cho đến 54.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh có mức giá thấp hơn, nhiều nơi vẫn dưới 50.000 đồng trên 1 kg. Một số hộ chăn nuôi báo giá khu vực Hương Khê của Hà Tĩnh chỉ dao động trong khoảng 49 cho đến 51.000 đồng. Quảng Bình phổ biến mức giá 50 cho đến 52.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị cao hơn một giá 51 cho đến 53.000 đồng. Huế trong ngày hôm nay cũng có mức giá tương tự, chỉ dao động trong khoảng 50 cho đến 53.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó, đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam Trung Bộ như là Ninh Thuận và Bình Thuận trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 52 cho đến 53.000 đồng. Khánh Hòa, Phú Yên 53.000 đồng trên 1 kg. Quảng Nam và Quảng Ngãi cao hơn, dao động 52 cho đến 54.000 đồng. Đà Nẵng trong ngày hôm nay cũng phổ biến trong khoảng 54.000 đồng trên 1 kg. Bình Định dao động trong khoảng 51 cho đến 53.000 đồng. Và đó là những thông tin cuối cùng trong bản tin giá hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.